Tiếp phần trước, Sâm lão vẫn đang run rẩy quỳ dưới đất chưa dám nói gì, hiển nhiên đang do dự cái gì đó. Sau một lát trấn tĩnh, Sâm lão lên tiếng, là lão phu tử Kiến Lập. Nghe một chút lão phu tử, vốn là đang uống rượu, Cổ Thiên Lang đột nhiên dừng lại, thần sắc cũng là hơi đổi, ngay cả khóe miệng tiêu ý cũng đều trong nháy mắt biến mất. Trong suy nghĩ Cổ Thiên Lang hiện lên, đại phu tử là Cổ Thiên Lang ân nhân, cũng là hắn rất tôn kính tiền bối cao nhân, là một vị lão tiền bối, lão thậm chí không thuộc về hắn cái đó thời đại. Ấn tượng bên trong đại phu tử một mực cùng thế không tranh, tâm như chỉ thủy, trải qua ẩn sĩ như vậy, năm đó hắn sáng lập Xích Tiêu Tông, càng là hao tốn rất lớn tinh lực mới thỉnh vị lão tiền bối rời núi, Xích Tiêu Tông có thể nhanh chóng quật khởi, đạp biến thế giới, chinh chiến thiên hạ, lật đổ tiên triều, sau đó toàn thân trở mình, ít nhất có đại phu tử một nửa công lao. Giờ phút này, nghe Xích Bang là đại phu tử Kiến Lập, cái này làm cho Cổ Thiên Lang cảm thấy rất là nghi hoặc. Đương nhiên, nghi hoặc thuộc về nghi hoặc. Cổ Thiên Lang cũng không có hoài nghi cái gì, lấy hắn đối với đại phu tử lý giải, nếu như lão gia tử Kiến Lập Xích Bang, như vậy nhất định có nguyên nhân khác. Năm đó quân vương xóa bỏ tiên triều, sau đó phương thế giới trật tự trở nên hỗn loạn, vì tạo phúc thiên hạ chúng sinh, quân vương còn lấy vô thượng thủ đoạn, nghịch thiên mà đi, đoạt đại tự nhiên tạo hóa, giơ đại nhật quang huy, lấy sinh mệnh chi quang chiếu khắp thiên hạ, rồi sau đó càng là trảm Vân Tiêu, khai Linh Hà, lấy Vân Tiêu Linh Vũ tới thiên hạ 3 năm lâu dài. Nói hết lời này, Sâm lão trên gương mặt đó tất cả đều là kính ngưỡng, ánh mắt bên trong lóe lên hưng phấn sùng bái. Chẳng qua là rất nhanh thần sắc bên trong kính ngưỡng biến mất, ánh mắt bên trong sùng bái cũng theo đó tiêu tan, thay vào đó là tiếc hận, là phẫn nộ. Đáng tiếc không lâu, 3 năm sau đó quân vương lại bị tiên đạo thẩm phán biến mất, sau đó, này phương thế giới trật tự liền bắt đầu hỗn loạn lên. Tông môn, bang hội, gia tộc cùng vì tranh đoạt tài nguyên, chém giết lẫn nhau, chiếm núi làm vua, yêu ma quỷ quái cũng nhân cơ hội này tới tấp hiện thế, gây họa thế giới. Sâm lão cúi đầu khom người, nhớ lại năm đó thời đại, một bên lắc đầu than thở. Năm đó, phương thế giới một mảnh hỗn loạn, sinh linh đồ thán, kêu than khắp nơi, vì lắng xuống họa loạn, cũng vì thế giới an bình. Đại phu tử bọn họ không thể không đứng ra, vốn định xây lại Xích Tiêu Tông, bất quá quân vương biến mất trước đó nói qua, không cho phép dùng bất luận cái gì người dùng Xích Tiêu danh nghĩa tồn tại, cho nên đại phu tử bọn họ theo Xích Tiêu hai chữ, lấy một xích tự. Thứ nhất, như vậy không có vi phạm quân vương di huấn. Thứ hai, chúng ta lúc trước là người Xích Tiêu, kiếp sau vĩnh viễn đều là người của Xích Tiêu. Nói tới chỗ này, Sâm lão giọng trở nên vang khởi, nghĩa phẫn điền ưng nói, ba là, càng thêm cảnh cáo thiên hạ thế nhân, chớ có cho là quân vương biến mất, Xích Tiêu không tồn tại, liền có thể làm bậy, quân vương có lẽ biến mất rồi, Xích Tiêu Tông có lẽ tan vỡ, nhưng quân vương Xích Tiêu tinh thần sẽ là vĩnh tồn. Đại phu tử bọn họ, triệu tập thiên hạ tất cả Xích Tiêu huynh đệ, gây dựng lại Xích Bang, lần nữa xuất chinh, lấy Xích chi danh, lắng xuống bạo loan, trấn áp yêu ma, giúp thế giới bình yên. Cổ Thiên Lang một bên uống rượu, nghiêm túc nghe Sâm lão nói từng câu, hóa ra là như vậy, rồi sau đó thế nào nữa? Lắng xuống tai họa, thế giới trật tự dẹp yên, sau đó, đại phu tử vốn định giải tán Xích Bang, là chúng ta cầu khẩn, đại phu tử mới cuối cùng đáp ứng. Đại phu tử nói cho chúng ta, năm đó quân vương giải tán Xích Tiêu Tông, cũng là không muốn liên lụy chúng ta, Xích Bang nếu muốn kéo dài tiếp, nhất định phải tuân thủ vô vi mà trị, không tranh danh lợi, không đoạt quyền thế, trấn thủ yêu ma, thủ hộ biên cương. Cổ Thiên Lang gật đầu khen, đáng khen là đại phu tử cái gọi là vô vi. Mà hắn càng rõ ràng hơn, đại phu tử chung cả đời đều tại tham ngộ vô vi hai chữ. Nếu Xích Bang nhân vô vi mà tồn tại, chắc hắn cũng yên tâm lắm. Năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ bây giờ còn dư lại bao nhiêu? Cổ Thiên Lang đặt xuống chén rượu hỏi. Không biết. Sâm lão lắc đầu đáp lại, năm đó lắng xuống tai họa, cũng không tổn thất bao nhiêu huynh đệ. Chẳng qua là thời điểm hạo kiếp phát sinh, vì thủ hộ thế giới an bình, thương, tử, rất nhiều huynh đệ cũng đều. Hai, về phần năm đó Xích Tiêu Tông huynh đệ còn dư lại bao nhiêu, tại hạ cũng không biết. Tựa như nghĩ đến điều gì, Sâm lão lại là rên rỉ thở dài, nói, năm đó sau hạo kiếp, Xích Tiêu Tông lão huynh đệ cũng đều nhân đủ loại lý do tới tấp bế quan, rất nhiều huynh đệ đến nay cũng còn chưa xuất quan, cũng có một chút huynh đệ tại tĩnh dưỡng, còn có một chút tại ẩn cư. Cổ Thiên Lang có thể nghe giọng Sâm lão thấy được ra chút ít bất đắc dĩ, liền hỏi, vậy là nguyên nhân gì? Sâm lão không đáp lại ngay, mà là ngẩng đầu nhìn Cổ Thiên Lang, chợt lại cúi đầu xuống, do dự rất lâu mới chậm rãi mở miệng nói, năm đó đại phu tử dẫn chúng dẹp yên tai họa cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cứ việc Tam Tông hùng chủ, lục đạo vương hầu, đại điện tương, thiên cang địa sát đều là đương thời trảm tiên tàn sát ma anh hùng hào kiệt, nhưng là quân vương rời đi, đối với tất cả mọi người đều là đả kích không hề nhỏ. Gương mặt Cổ Thiên Lang bất giác trùng xuống, ánh mắt tràn đầy nỗi buồn thời dài nghĩ, hài. Cái đám gia hỏa này, Xích Viêm công tử, tại hạ có một chuyện không biết có nên hỏi hay không. Sâm lão chắp tay cung kính. Thế nào? Cổ Thiên Lang hỏi lại, ý nói Sâm lão cứ nói nghe thử. Dạ kia nha đầu, thuở nhỏ không cha không mẹ, cộng thêm bản thân huyết mạch quái dị, bao nhiêu năm rồi huyết mạch hành hạ, điều duy nhất đáng để vui mừng là Âu Dương gia vẫn đối với nàng hết mực sủng ái, tại hạ cũng là nhìn nó lớn lên, rất là thương yêu, điều này cũng làm cho nha đầu dưỡng thành tính cách có chút điêu ngoa. Nếu như tiểu nha đầu có mạo phạm công tử, mong rằng công tử chớ có chấp nhặt với nó. Mạo phạm? Cổ Thiên Lang khó hiểu, cười nói, Âu Dương dạ không có mạo phạm qua ta, ngươi hỏi cái này là ý gì? Dứt lời, hắn đột nhiên nghĩ tới chuyện ở Nhất Phẩm Sơn Trang, lắc đầu cười nói, ngươi nói là chuyện ở Nhất Phẩm Sơn Trang đúng chứ? Là ta mạo phạm nàng mới phải, bất quá, ta cũng không có để ý, chẳng qua là lúc đó có chút hiếu kỳ, cho nên không có suy nghĩ nhiều như vậy, quay về ngươi nói cho nha đầu, không nên để ở trong lòng, hôm khác ta sẽ xin lỗi cô ta sau. Như bớt đi lo lắng trong lòng, Sâm lão thở phù nhẹ nhõm, thì ra là như vậy, đa tạ công tử. Nhìn sắc trời đã là không còn sớm, Cổ Thiên Lang liền đứng dậy rời đi. Trước khi rời đi, Sâm lão ngập ngừng muốn nói lại thôi, mắt nhìn Cổ Thiên Lang liền muốn rời đi. Hắn cũng không nhịn được nữa, chẳng qua là khi hắn lúc vừa mở miệng, Cổ Thanh Phong thanh âm đã truyền tới ngăn lại. Ta nói qua, tin tức về Xích Tiêu Quân Vương, ngươi không cần hỏi, về phần ta là ai, ngươi cũng không nhất định biết, Xích Bang sự tình. Sau này cũng không cần phải tham gia, ngươi cũng coi là chết qua mấy lần người, chém giết cả đời, sau này dành chút thời gian nghỉ ngơi đi. Về phần cái gọi là Xích Tự Đầu, này đỉnh cái mũ vẫn còn là lấy xuống đi, không cần mang, ngươi không nợ Xích Tiêu Tông cái gì. Ngược lại là Xích Tiêu Tông thiếu ngươi, nếu có cần gì, bất cứ khi nào có thể đi Vân Hà Phái tìm ta, nếu ta không ở đó cứ đi tìm Hỏa Đức. Sâm lão ngạc nhiên ngẩn người tại đó, thân sắc rất là phức tạp, tựa như không nghĩ ra. Vị Xích Viêm công tử này tại sao lại nói như vậy, cái gì gọi là Xích Bang thời điểm, sự việc mình không cần tham gia. Vẫn còn nhắc mình lấy xuống danh nghĩa Xích Tự Đầu. Cảnh chuyển tới Ngụy Thành, một cỗ xe ngựa đang từ từ tiến vào. Phí Khuê lên tiếng, thiếu gia, chúng ta đến Ngụy Thành rồi. Cổ Thiên Lang vén rèm bước xuống hỏi, Thạnh Thông lão gia tử đang ở đâu? Nghe được câu hỏi, Phí Khuê đáp, dạ ở Thành Đông, Lục Nhâm phủ. Cổ Thiên Lang gật đầu một cái, hướng Thành Đông đi tới, đang đi, trên đường phố xuất hiện một chiếc linh thú xe kéo. Cổ Thiên Lang đánh ánh mắt chú ý, linh thú có 4 con, hơn nữa vậy mà đều là hồ ly. Hồ ly đầu đàn cũng không lớn, từng cái lung linh kiều tiểu, nhìn rất là khả ái, kéo một chiếc bạch ngọc xe kéo, vui sướng chạy. Tại xe kéo phía trước ngồi một vị tiểu cô nương, thiếu nữ hừ một tiếng, nhìn tựa hồ dáng vẻ thật cao ngạo. Nhìn bộ dáng đó, Cổ Thanh Phong nhìn theo cảm thán, "Ây dô, người kia có vẻ khá vội vàng nhỉ." Thấy một màn này, Cổ Thiên Lang không khỏi cười một tiếng, suy nghĩ bên trong tiểu nương Mô Nhi vẫn còn thật nhạy cảm, lắc đầu một cái, không có nói gì, xoay người rời đi. Ngay tại lúc hắn xoay người rời đi, đồng thời, ngồi ở xe kéo trước mặt thiếu nữ nghi hoặc hỏi, "Ngươi có biết bạch y nam tử mới vừa rồi kia là ai không?" Thiếu nữ đứng lên, quay về nhìn một chút, nhìn bạch y nam tử thân ảnh, cười nói, tỷ tỷ nói kia bạch y tiểu tử sao? Ta mới vừa rồi đi ngang qua cũng nhìn một cái, nói như thế nào đây, mặc dù không tính là ngọc thụ lâm phong. Bất quá đây, nhìn dáng vẻ vô cùng thanh tú, bạch tịnh tịnh, nhất là cười lên, cảm giác vô cùng mê người. Là gu của ta rồi. Ngươi này nha đầu, làm sao cả ngày toàn nghĩ mấy thứ tào lao thế, ta là hỏi ngươi có biết hắn hay không? À, như vậy thì... Ta không biết, không có cái gì ấn tượng cả, cô em đỏ mặt trả lời. Quay lại, đuổi theo hắn. À, cô em mắt trợn tròn ngờ vực, chẳng lẽ tỷ tỷ có ý với hắn hay sao? Chuyển cảnh tới Ngụy Thành, Thành Đông, Lục Nhâm phủ. Nơi này là phủ đệ Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão tiền bối, tự đánh lão gia tử xuất quan tin tức truyền ra sau đó. Trước tới thăm người liền không có gián đoạn, so với thường ngày, hôm nay bái phỏng người bên ngoài nhiều, sáng sớm Lục Nhâm phủ trước cửa liền xếp hàng dài. Bọn họ đại đa số đều là tới đưa thiếp mời. Đây là bái phỏng quy củ. Bái phỏng trước đó đưa thiếp mời, nói rõ nguyên do, nếu là lão gia tử có thời gian sẽ ra hẹn gặp, nếu là không có thời gian chỉ có thể đẩy sau. Dù sao mỗi ngày bái phỏng người như vậy nhiều, Thạch Thông lão gia tử lại vừa mới xuất quan, có rất nhiều chuyện bận rộn, chỉ có thể căn cứ sự tình chậm gấp để hẹn gặp. Những này người đều là tới thăm Thạch Thông lão gia tử, nhìn Lục Nhâm phủ phía trước người xếp hàng dài, Cổ Thiên Lang lộ ra có chút nghi hoặc. Không sai. Lão gia tử là Lưu Ly đại vực đức cao vọng trọng tiền bối cao nhân, hơn nữa hắn lại là tứ phương hội trưởng lão. Rất nhiều môn phái cũng muốn gia nhập tứ phương hội liên thủ chống cự Cửu Hoa đồng minh. Phí Khuê nhìn Cổ Thiên Lang, nói, công tử gia, chuyện thiếp mời để cho tiểu nhân đi, ngài đi tới tử lâu trước chờ một chút. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, xoay người nhìn một chút, rồi sau đó đi vào một tử lâu, vậy vất vả cho ngươi rồi. Tử lâu đại sảnh rất rộng rãi, người có rất nhiều, còn có đàn hát. Cổ Thiên Lang tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra Thủy Vân Tử, Thái Hư Bôi, một bên uống chút rượu, một bên thưởng nhạc. Càng để ý, càng nhiều là tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ, nghị luận tứ phương đại vực thế cục, hiện tại được rồi a, Thạch Thông lão gia tử trạm này đi ra, chúng ta Lưu Ly đại vực cũng liền được cứu rồi, có Thạch Thông lão gia tử tọa trấn, đến lúc đó Cửu Hoa đồng minh sợ rằng không có dễ dàng như vậy thôn tính chúng ta các môn các phái. Đương nhiên, Thạch Thông lão gia tử là ai, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh quân vương chi sư, cho Cửu Hoa đồng minh ba cái lá gan, bọn họ cũng không dám động lão gia tử một chút. Các ngươi nói, hiện tại tứ phương hội có thể cùng Cửu Hoa đồng minh chống lại sao? Cũng có thể chứ. Cái gọi là tứ phương hội chính là chúng ta tứ phương đại vực liên thủ chống lại, chúng ta Lưu Ly đại vực có Thạch Thông lão gia tử bọn họ tọa trấn, Ngọc Tĩnh đại vực, Phong Đức đại vực danh sĩ lão tiền bối cũng đều rối rít rời núi, cùng Thạch Thông lão gia tử một dạng, đều tại mỗi người đại vực hiệu triệu các môn các phái đây. Cổ Thiên Lang ngồi nghe từng câu từng chữ, ánh mắt trở lên băng lãnh, đúng là đã có chuyện gì đó xảy ra. Một bên khác, Dương quản gia đứng ở cửa, cầm trong tay thiếp mời, mặt lộ vẻ kinh thường nhìn Phí Khuê, tức giận nói, thật là thát tô gan, trước mấy ngày đem lão gia tử cự tuyệt ở ngoài cửa, lại đem đại trang chủ đuổi đi, chúng ta Lục Nhâm Sơn không có đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi lại còn dám tìm đến cửa đưa thiếp mời. Phí Khuê đứng ở nơi đó, nhìn vóc dáng không cao, bộ dáng cũng vô cùng tức cười, càng bị mọi người chung quanh chỉ trỏ trỏ châm chọc, còn bị Lục Nhâm phủ Dương quản gia tại chỗ giữ lại. Bất quá, Phí Khuê cũng không có vì vậy mà sợ hãi, hắn đứng vô cùng thẳng tắp, thân sắc bình tĩnh, ôm quyền hành lễ, giải thích, Dương quản gia, có lẽ ngài hiểu lầm cái gì, mấy ngày trước đó, Thạch Thông lão tiền bối đi tới trước Vân Hà phái, công tử gia chúng ta cũng không ở đó, mà Vân Hà phái cũng không có đem Thạch Thông lão tiền bối cự tuyệt ở ngoài cửa. Hỏa Đức lão gia tử tự mình tiếp đãi qua, là Thạch Thông lão tiền bối có chuyện quan trọng muốn làm, lúc này mới vội vàng rời đi. Dừng một chút, Phí Khuê lại nói, rồi sau đó Hỏa Đức lão gia tử cũng tự mình chiêu đãi qua Phi Hạc đại trang chủ. Về phần công tử gia vì sao không thấy Phi Hạc đại trang chủ, tại hạ không biết, cũng không dám vọng tự suy đoán, bất quá, có một chút có thể khẳng định, công tử gia cũng không có đối với Thạch Thông lão tiền bối có phân nửa bất kính, nếu không, hôm nay cũng sẽ không đích thân tới cửa bái phỏng. Lúc này, từ bên trong đi ra một nhóm 7-8 người, cầm đầu là một vị mặc cẩm la ngọc y thiếu niên mặt như quan ngọc, khí thế bất phàm, thân sắc trong tràn đầy ngạo nghễ, khóe miệng cầm trước khinh thường tiêu ý, rất nhiều người đều biết hắn là Thạch Thông lão gia tử đồ tôn, cũng là Lục Nhâm Sơn Lục Nhâm công tử, gọi là Nhâm Tuất công tử. Hắn có thể là lấy được tin tức Xích Viêm công tử tới thăm, người mang khí thế hung hăng vọt tới, quát to. Nghe nói đồ bỏ đi Xích Viêm công tử kia đưa tới thiếp mời. Dương quản gia đem sự tình đại khái nói một lần, rồi sau đó đem thiệp Phí Khuê đưa tới, có mấy phần bản lãnh, vậy mà cũng tự cho là thiên hạ vô địch. Lão gia tử tự mình đi tới Vân Hà phái, đó là cho hắn mặt mũi, là chính hắn không biết trân trọng, sau chuyện này biết sợ hãi, hiện tại lại tới thăm, thật là không biết xấu hổ, ha ha. Nhâm Tuất công tử vừa nhìn thiếp mời, một bên cười lạnh, rồi sau đó đem thiếp mời quăng lên mặt Phí Khuê, ngạo nghễ nói, hôm nay ta cho hắn thêm một cơ hội, trở về nói cho họ Cổ kia, nếu muốn thỉnh tội, quỳ xuống trước cửa tại Lục Nhâm phủ cho ta, bản công tử không gật đầu, hắn đời này cũng đừng nghĩ đứng lên. Phí Khuê đứng ở đó, thân sắc có chút khác thường, hắn cúi đầu nhìn thiếp mời dưới chân, vừa mới khom người nhặt lên, một đạo âm thanh quát chói tai liền truyền tới, bản công tử cho ngươi nhặt sao? Để thiếp xuống cho ta. Phí Khuê khóe miệng run run, chắp tay ôm quyền nói, Nhâm Tuất công tử. Hắn còn chưa có nói xong, tại chỗ bị cắt ngang, ta Nhâm Tuất danh tự há để cho hạ nhân như ngươi gọi sao? Đặt thiếp mời xuống cho bản công tử. Phí Khuê dứt khoát đứng, nhìn chằm chằm Nhâm Tuất công tử, cắn răng, trong tay thiếp mời không những không có lỏng ra, ngược lại cầm chặt hơn. Như thế nào? Bản công tử nói ngươi không hiểu à? Phát hiện Phí Khuê đứng đó thờ ơ không động lòng, Nhâm Tuất công tử trong con ngươi hàn quang chợt lóe, vung tay lên quát, chủ tử ngươi thấy bản công tử cũng phải quỳ xuống dập đầu, ngươi chẳng qua chỉ là hạ nhân bên cạnh hắn, cũng dám không vâng lời bản công tử. Ừ, cho thể diện ngươi lai không muốn, ngươi đâu, đánh gãy chân chó của hắn cho ta. Chậm đã, bên cạnh Dương quản gia nghe Nhâm Tuất công tử muốn đánh gãy chân Phí Khuê, sắc mặt nhất thời đại biến. Mập lùn này là người bên cạnh Xích Viêm công tử, nếu Nhâm Tuất công tử cắt đứt chân hắn, thì không dễ ăn nói với lão gia tử rồi. Dương quản gia hắn bí mật truyền âm nói rõ nguyên nhân, Nhâm Tuất công tử cũng không để ý tới, ngược lại tức giận càng sâu, khinh thường nói, thật bản lĩnh. Con mẹ nó thật bản lĩnh, chẳng qua chỉ là một tên nhà quê gặp được cơ duyên mà thôi, còn dám ngạo mạn xưng bậy cái gì Xích Viêm công tử. Thật là tức cười, chớ nói chẳng qua là một người làm, ngay cả là họ Cổ kia ở trước mặt ta, bản công tử liền đánh gãy luôn cả chân hắn. Óc chó lại không biết mình vừa mới phụt ra một câu ngủ xuẩn đến cỡ nào, chắc chắn hắn sẽ phải hối hận. Nhâm Tuất công tử xoay người giận chừng mắt một cái, mắng, ngớ ra làm gì, đánh gãy chân hắn cho ta. Sau lưng hai người lập tức đứng ra, nhấn mạnh lên vai Phí Khuê, muốn đánh gãy hai chân. Phí Khuê nhăn mặt nói, các ngươi dám. Nhâm Tuất công tử đứng khoanh tay, gương mặt cười gian tà nói, vậy thì ngươi nhìn kỹ cho ta, xem ta có dám hay không. Lúc này, một đạo thanh âm âm trầm đột nhiên truyền tới, Phí Khuê chẳng qua chỉ là thay ta đưa một thiếp mời mà thôi, ngươi phải đánh gãy hai chân hắn, tuổi còn trẻ, lòng dạ sao ác độc như vậy. Một người chậm rãi từ trong đám người đi tới, hắn chính là Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong. Là hắn, chính là hắn rồi, không sai, ta tại Băng Huyền Khánh Điển gặp qua hắn. Cổ Thanh Phong xuất hiện, chung quanh người đi đường lập tức nhận ra được, nhất thời đem tới một mảnh sóng to gió lớn. Ngươi chính là đồ bỏ đi Xích Viêm công tử. Nhâm Tuất thần sắc vô cùng ngạo nghễ đứng ở Lục Nhâm phủ trước cửa, khoanh tay, ánh mắt cao cao tại thượng, mắt nhìn xuống Cổ Thiên Lang. Công tử gia, tiểu nhân vừa mới giải thích với bọn họ. Phí Khuê thần sắc kích động, vừa mới mở miệng, Cổ Thanh Phong gật đầu một cái, tỏ ý chính mình minh bạch, nhìn về phía Nhâm Tuất công tử, nói, thả người đi. Thả người? Ha ha, ngươi nói thả liền thả, ngươi cho rằng ngươi là ai, mày có biết bố tao là ai không? Nhâm Tuất công tử không chút nào đem Cổ Thanh Phong coi ra gì, vốn là khoanh tay đột nhiên lại chắp sau lưng, ngạo nghễ nói cho ngươi, họ Cổ kia, ngươi nếu thức thời hiện tại quỳ xuống cho ta, nếu không, hôm nay chẳng những đánh gãy chân chó của hắn, liền ngươi chân chó cũng giống vậy đánh gãy. Cổ Thiên Lang cau mày, lạnh giọng nói, hay lắm, trước giờ ta chưa bao giờ chắc lại lời đó lần hai. Lòng bàn tay xòe ra, một luồng ánh sáng rất nhanh lóe lên hướng về phía hai tên đang khống chế Phí Khuê. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, hai tên kia bỗng bị đánh văng lùi về phía sau, miệng thổ huyết không ngừng. Càn rỡ! Thấy một màn này, Nhâm Tuất công tử nghiêm khắc mãnh liệt giận dữ, chỉ Cổ Thanh Phong, quát mắng, dám can đảm ở trước cửa Lục Nhâm phủ chúng ta dương oai, ta nhìn ngươi thật là chán sống, lên cho ta, bắt hắn lại. 7-8 người lập tức xông lại đem Cổ Thanh Phong bao vây, nhưng cũng chỉ là bao vây, ai cũng không dám động thủ. Lúc trước Băng Huyền phái Khánh Điển, Cổ Thanh Phong một chiêu xóa bỏ tứ cảnh thất trọng Ngọc Thải Long Phi công tử, bọn họ không phải là không biết, cũng tự biết mình không phải là đối thủ. Đều ngớ ra làm gì, lên hết cho ta. Hôm nay bản công tử coi như cho hắn mượn ba cái lá gan, hắn cũng không dám động thủ. Ánh mắt Nghiêm Tuất tả ý ra lệnh. Vây quanh Cổ Thanh Phong 7-8 người ngươi nhìn nhau, cắn răng một cái, dậm chân một cái, tới tấp vận chuyển thể nội kim đan, liền tại bọn họ muốn động thủ. Trong ánh mắt Cổ Thiên Lang bỗng lóe lên một ánh tinh quang. Cổ Thiên Lang vẫn không có cử động, toàn thân chỉ đứng yên chắp tay phía sau, nhưng xung quanh khí thế cuồng bạo phát ra, 7-8 người cứ thế bị chấn cho lùi lại ngã văng xuống mặt đất. Đó là mô tả lại, còn trên thực tế từ khi đám người xông lên cho tới khi tất cả ngã xuống cũng chỉ như một cái nháy mắt, không ai nhìn thấy gì cả. Ngay cả Nhâm Tuất đứng ngay đó cũng nghệt mặt ra, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ, toát mồ hôi chưa loát kịp tình huống. Ta nhìn ngươi, đúng là đang tìm chết. Nhâm Tuất công tử khí mặt đầy xanh mét, gầm lên một tiếng, tế ra đại tự nhiên thải linh, vận chuyển kim đan, liền muốn tự mình động thủ. Chẳng qua là hắn vừa mới động, bên cạnh Dương quản gia đã đứng ra, đem hắn ngăn lại, xoay người đối với Cổ Thanh Phong nói: "Xích Viêm công tử, lão gia tử coi trọng ngươi, mới có thể không quản xa ngàn dặm tự mình đi tới Vân Hà phái, ngươi đóng cửa không tiếp cũng không sao. Lão gia tử khoan hồng đại lượng, không cùng ngươi so đo tính toán, hơn nữa còn cố ý giao phó ta đối với ngươi lấy lễ đối đãi." Dương quản gia ánh mắt trầm xuống, ngươi không biết cảm ơn, ngược lại còn dám tại Lục Nhâm phủ chúng ta đả thương Lục Nhâm Sơn đệ tử, ngươi thật cho rằng Lục Nhâm Sơn chúng ta không dám động tới ngươi sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, tại tứ phương đại vực ai dám tại Lục Nhâm phủ trước cửa dương oai? Đối diện, Cổ Thiên Lang đứng ở đó, đáp lại, nếu như ta nhớ không lầm, Thạch Thông lão gia tử là một vị tiền bối phẩm đức rất là cao thượng, đại đức danh tiếng truyền lưu ngàn năm lâu dài. Thân là Lục Nhâm Sơn đệ tử, không những không có thừa kế phẩm đức cao thượng của lão nhân gia, ngược lại từng cái không coi ai ra gì, ngông cuồng. Ngẩng đầu lên, Cổ Thiên Lang một đôi mắt sắc lạnh nhãn mâu nhìn xung quanh, ánh mắt mặc dù vô cùng bình thản, nhưng là rơi vào Dương quản gia làm sâu trong nội tâm hắn cảm thấy đột nhiên một áp lực. Loại cảm giác phảng phất trái tim đột nhiên bị thứ gì đó đè ép mãnh liệt, Dương quản gia run rẩy nuốt nước bọt ừng ực, chuyện gì đang xảy ra thế này, ánh mắt của hắn sao lại đáng sợ đến vậy? Tứ phương đại vực không người nào dám tại trước cửa Lục Nhâm phủ các ngươi dương oai, đó là Thạch Thông lão gia tử dùng nhiều năm cao thượng phẩm đức từng chút một để giành tới. mọi người cũng đều là cho hắn lão nhân ra thể diện, không muốn cùng các ngươi so đo mà thôi. Cổ Thiên Lang thanh âm vô cùng băng lãnh, không có bất kỳ tâm tình màu sắc, cứ như vậy cất giọng nói, Lục Nhâm Sơn sở dĩ là Lục Nhâm Sơn, chỉ vì Thạch Thông lão gia tử, Thạch Thông lão gia tử nếu là ly khai Lục Nhâm Sơn cái gì cũng không phải, các ngươi càng như thế. Dương quản gia không cách nào phản bác, sắc mặt rất khó coi toát mồ hôi, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, tên này rốt cuộc có lai lịch thế nào. Nhâm Tuất công tử không suy nghĩ nhiều như vậy, thừa dịp Dương quản gia không chú ý, quát lên một tiếng lớn, trực tiếp xông qua, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng giáo huấn bản công tử. Nhâm Tuất công tử hỏa lực mở hết, tứ cảnh lục trọng thải toàn bộ tế ra, hắn biết mình không phải là đối thủ của Cổ Thiên Lang. Hắn cũng không quan tâm, bởi vì theo hắn, Cổ Thiên Lang tuyệt đối không dám động thủ. Hắn quát, quỳ xuống cho ta. Cổ Thiên Lang đứng nhìn óc chó chán chả buồn nói, ồn ào. Oanh một tiếng, Cổ Thiên Lang nhẹ nhàng phất tay, hơi hợt chế trụ thủ đoạn của Nhâm Tuất công tử. Ngươi còn dám động thủ? Nhâm Tuất công tử vừa dứt lời, Cổ Thiên Lang vung tay hất một cái, Nhâm Tuất công tử rên lên một tiếng, bay ngang ra ngoài, trực tiếp đụng vào Lục Nhâm phủ trước đại môn. Lục công tử, Dương quản gia lo âu kêu một tiếng. Nhâm Tuất công tử che lồng ngực, sắc mặt trắng bệch, lửa giận càng sâu, quát lên một tiếng lớn, lần nữa tiến lên. Một lần không được, hai lần không được, 1000 vạn lần cũng không được, hắn lần nữa đánh tới, lần nữa bị Cổ Thiên Lang vung tay lên vẫy bay ngang ra ngoài, miệng phun máu tè le. Chật vật ổn định là cơ thể, tay che lồng ngực, Nhâm Tuất công tử cắn răng, ánh mắt căm phẫn kèm theo sát ý, ta không tin. Cùng với đó, một chảo lao tới tấn công Cổ Thiên Lang. Nhưng chưa kịp chạm đến một sợi lông Cổ Thiên Lang, hắn lại ăn ngay một cú tát trời giáng, răng môi lẫn lộn, miệng phun ra tiếp một ngụm máu tươi. Không dừng lại ở đó, Cổ Thiên Lang bồi thêm cho hắn một cước, hắn như con diều đứt dây và văng ra xa, một lần nữa miệng bắn xi rô tùng lum. Toàn thân thể cứ thế vô lực mà rơi đập mạnh xuống đất. Cổ Thiên Lang lạnh giọng nói, nhãi con, nhìn tại Thạch Thông lão gia tử mặt mũi, ta đã cho qua ngươi 2 lần cơ hội, chớ có không biết điều. Cổ Thiên Lang lười nhìn hắn, nhìn về phía Dương quản gia, hỏi, ta hỏi ngươi, Thạch Thông lão gia tử có ở trong phủ không? Dương quản gia còn chưa mở miệng, Nhâm Tuất công tử lần nữa động thủ đánh tới, lần này hắn sử dụng phi kiếm chính mình, không để ý tất cả, điên cuồng vận chuyển linh lực, một dạng nổi điên tiến lên. Ở tứ phương đại vực, không người nào dám động thủ với bản công tử. Không có, không có. Hôm nay bản công tử cho ngươi 1 vạn cái lá gan, ngươi cũng không dám đả thương ta một sợi lông. Ánh mắt hắn hằn lên những tia máu, cảm giác như đã bạo phát toàn bộ linh lực điên cuồng. Dứt lời, Nhâm Tuất công tử hắn lao cả cơ thể một lần nữa đánh tới Cổ Thiên Lang. Thằng danh con! Cổ Thiên Lang vốn là bình tĩnh thần sắc đột nhiên biến đổi, trở nên âm trầm xuống. Đúng tại thời điểm Nhâm Tuất công tử đánh tới, hắn đột nhiên đưa tay, trực tiếp bóp cổ Nhâm Tuất, trong khoảnh khắc, Nhâm Tuất công tử quanh thân quang hoa tiêu tán hết. Dừng tay! Dương quản gia thần sắc kinh hãi, gầm lên một tiếng, cũng vọt tới. Cổ Thiên Lang cũng không thèm nhìn qua, vung tay lên, Dương quản gia còn không biết chuyện gì, trực tiếp bay ngang ra ngoài, ngã xuống đất, cố nén cả người đau đớn kịch liệt đứng lên. Một tiếng quát chói tai truyền tới, thử một lần nữa, kết cục của ngươi sẽ như hắn. Một đạo quát chói tai chấn động Dương quản gia làm khí huyết sôi trào, chấn động ngũ tạng như đảo lộn, linh hồn cũng ngừng được run rẩy, hắn không dám động, cũng không dám nữa. Cổ Thiên Lang bấm siết chặt cổ Nhâm Tuất công tử, hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng là vô dụng, bất kể hắn làm sao giãy giụa, căn bản giãy giụa không thoát được, chật vật nói, họ Cổ kia, ngươi mà dám. Chưa kịp nói thêm gì, Nhâm Tuất bỗng dừng lại, bởi vì hắn chạm đến ánh mắt đáng sợ của Cổ Thiên Lang, hắn sợ, triệt để sợ, loại cảm giác vô cùng vô tận sợ hãi trong nháy mắt bao phủ. Trong một khắc, hắn cảm thấy chính mình không cách nào hô hấp, trái tim cũng đều ngưng đập, linh hồn cũng đều mất đi sinh cơ. Thằng danh con, sau này nhớ lâu một chút, nếu không có một ngày ngươi liền chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, Cổ Thiên Lang trực tiếp đem hắn ném ra trước cửa Lục Nhâm phủ, lần này, Nhâm Tuất công tử cũng triệt để đứng lên không nổi nữa. Ngay tại lúc mọi người đang sợ hãi hành động của Cổ Thiên Lang, một âm thanh âm trầm cất lên, dừng tay. Cổ Thiên Lang đánh ánh mắt nhìn tới, quan sát thận trọng. Bên đó, một nhóm 4-5 người đang hướng đi tới bên này, những này người thần sắc lo âu, cầm đầu là một vị lão giả, không phải là ai khác, chính là Lục Nhâm Sơn Thạch Thông lão gia tử, cùng lão gia tử đi tới còn có đại đệ tử Phi Hạc, tứ đệ tử Phi Huyền. Nhìn trang cảnh trước mắt, Phi Huyền phẫn nộ quát, ai làm? Cổ Thiên Lang cũng không có lòng vòng, trực tiếp thừa nhận hành vi, chính là ta làm. Phi Huyền ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Cổ Thiên Lang, trầm giọng nói, ta nhìn ngươi thật là ăn gan hùm mật gấu, dám ở Lục Nhâm phủ chúng ta trước cửa dương oai. Tìm chết! Lui ra! Thạch Thông lão gia tử quát một tiếng ngăn lại, thật sâu nhìn đối diện Cổ Thiên Lang lên tiếng, ngươi đi xem nó coi có bị thương thế gì không. Sư phụ, cũng không có gì đáng ngại, chỉ là có chút kinh sợ. Thạch Thông lão gia tử gật đầu một cái, hắn đi tới nơi này trước tiên dùng thần thức tra xét, chính là bởi vì biết Nhâm Tuất và đám người không có bị thương, cho nên mới đem Phi Huyền ngăn lại không cho ra tay. Đồng dạng, hắn nội tâm cũng vô cùng kinh ngạc không biết đối phương thi triển thủ đoạn gì khiến cho Nhâm Tuất sợ hãi thành ra như vậy. Nguyên lai các hạ chính là Xích Viêm công tử. Thạch Thông lão gia tử một tay chắp sau lưng, một tay vân về cảm dâu, một đôi đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Cổ Thiên Lang, phảng phất muốn nhìn thấu Cổ Thiên Lang, chẳng qua là càng nhìn chân mày nhăn càng sâu, càng xem bên trong đôi mắt lộ ra chấn kinh liền càng mãnh liệt, càng xem cũng càng cảm giác siêu việt lạ thường, không tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn phát hiện chính mình quan sát người trẻ tuổi này cái gì cũng không nhìn ra, ngoại trừ chân thân cảnh giới linh tức bên ngoài, còn lại không có gì cả. Không có bất thương của hơi thở, không có tinh khiết hơi thở, không có tiên căn, không có bảo thể, không có huyết mạch, dù là liền đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có. Vô cùng thuần túy chân thân cảnh giới, thuần túy quả thực không thể thuần túy hơn nữa. Thạch Thông lão gia tử sống 2000 năm qua vẫn còn là lần đầu gặp, hắn đang quan sát Cổ Thiên Lang, mà Cổ Thiên Lang cũng đang nhìn Thạch Thông lão gia tử. Nói thật, tại khi nãy vị lão gia tử xuất hiện một khắc đó hắn liền nhận ra được, cùng hơn 400 năm trước, lão gia tử thay đổi cũng không lớn, mặc dù râu tóc bạc đi rất nhiều, dung mạo cũng càng gia tăng thêm già nua, bất quá tinh thần nhưng là vô cùng minh mẫn. Vãn bối Cổ Thanh Phong gặp qua lão tiền bối. Cổ Thiên Lang tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, cúi đầu hành lễ. Lão tiền bối, lúc trước là vãn bối cân nhắc không chu toàn, cho nên tạo thành chút ít hiểu lầm, vãn bối. Cổ Thiên Lang lời còn chưa dứt, Thạch Thông lão gia tử liền phất tay ngăn lại, cười nhạt nói, Xích Viêm công tử không cần tự trách, càng không cần nói xin lỗi, Tuất Nhi đức hạnh làm sao, lão phu tâm bên trong rất rõ, nếu là tự trách, vậy cũng phải là lão phu tự trách, nếu là nói xin lỗi, đó cũng là lão phu phải hướng Xích Viêm công tử nói xin lỗi mới phải. Thạch Thông lão gia tử nói lời này, lộ ra một loại thành ý cùng tự trách, đồng thời còn có chút ít bất đắc dĩ. Lão gia tử đại đức danh tiếng, thật khiến cho người ta kính nể. Cổ Thiên Lang đời này gặp qua quá nhiều người, cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng phải nói có thể làm được đại công vô tư, đại đức vô lượng mấy chữ này người tuyệt đối là ít lại càng ít. Ấn tượng bên trong Thạch Thông lão gia tử chính là loại này đại đức đại công chi nhân, cho nên đối với Thạch Thông lão gia tử trong đáy lòng đáng để hai chữ kính nể. Xích Viêm công tử chê cười, "Ới, mời vào trong." Thạch Thông lão gia tử mặt lộ vẻ tiêu ý, phát ra lời mời, mà Cổ Thiên Lang cũng không có khách khí, hướng Lục Nhâm phủ đi tới. Xin lưu ý với anh em là, vì men tên thật là Cổ Thiên Lang, nhưng ở thế giới này mọi người chỉ biết cái tên Cổ Thanh Phong, vì vậy tùy tình huống chuyện mà mình sẽ gọi tên phù hợp anh em nhé. Chuyển cảnh, tại Lục Nhâm phủ đối diện trên đường phố, đậu một chiếc xe linh thú hồ ly. Một vị lung linh tiểu thiếu nữ đứng ở trên xe, nháy con mắt nhìn Lục Nhâm phủ, phát ra một tiếng than thở. Thì ra cái tên gia hỏa này chính người danh tiếng phi thường vang dội Xích Viêm công tử Cổ Thanh Phong a. Thiếu nữ bĩu môi, có chút thất vọng nói, từ sau khi xuất quan, nghe qua nhiều lần danh tự chính là hắn ta, cái gì thân phận thần bí, thực lực quỷ dị, ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây, nhìn thật giống như cũng không có gì khác biệt chứ. Vô cùng phổ thông một cá nhân a, thân bên trên liền đại tự nhiên thải linh hơi thở cũng không có. Thiếu nữ quay lại nỉ non, lại hỏi, tỷ tỷ, ngươi nói sao? Từ bên trong xe truyền tới một đạo ngưng trọng lại hàm chứa các loại nghi hoặc thanh âm, xem không hiểu, nhìn không thấu, nhìn không minh bạch, cái gì cũng không thấy được. Tiểu cô nương nghe thế càng cảm thấy mơ hồ hơn. Thiếu nữ vẫn là lần đầu tiên nghe tỷ tỷ như thế đánh giá một người, nói, có phải hay không là tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều? Ngươi cái gì cũng không nhìn ra, vô cùng bình thường a, bởi vì hắn chả có gì cả. Dừng một chút, lại nói, hắn không có linh tức đặc thù, thực lực lại qua phân quỷ dị lời nói, như vậy chỉ có một loại có khả năng, vận khí tốt, từng chiếm được cái gì kỳ ngộ. Khả năng đúng như theo đồn đại như vậy, hắn chẳng qua là thỉnh thoảng kỳ ngộ như tiểu nhà giàu mới nổi mà thôi, hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, kỳ ngộ khắp nơi đều xuất hiện. Tứ phương đại vực này loại kỳ ngộ tiểu nhà giàu thỉnh thoảng mới nổi cũng có rất nhiều a. Hắn rất đặc biệt, không phải như ngươi nghĩ đâu, âm thanh từ trong xe linh thú lại phát ra. Thiếu nữ lần này thật không hiểu, hỏi, tỷ tỷ tại sao nói như vậy chứ? Ta cảm thấy hắn không có cái gì đặc biệt, muốn khí chất không có khí chất. Mới vừa rồi ở tử lầu, ngươi lại không phải là không có nhìn thấy, gia hỏa này ngồi không ngồi tương, cà lơ phất phơ. Trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một loại nói năng tùy tiện lười biếng, rất tầm thường, không phải là tiểu nhà giàu mới nổi lại là cái gì. Âm thanh bên trong xe linh thú lại cất lên, Tiểu Liên, tỷ tỷ nói với ngươi rất nhiều lần, nhìn ngươi ngàn vạn lần không nên chỉ nhìn bề ngoài. Âm thanh nói ra có chút thanh lãnh, nhưng càng nhiều là nghi hoặc. Có chút nói năng tùy tiện cũng không phải là nói năng tùy tiện, có chút lười biếng cũng không phải lười biếng, có lẽ là một loại tùy tâm sở dục, tâm cảnh siêu thoát chi nhân, cuối cùng sẽ phản pháp quy chân, trở về bản chất, căn bản sẽ không quan tâm ánh mắt thế tục. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ nói cái đó, gia hỏa tâm cảnh đã sớm siêu thoát thế tục chứ? Là hay không phải là, tìm một cơ hội thử một chút là liền biết thôi. Cảnh chuyển tới Lục Nhâm phủ, bên trong khu vườn. Thạch Thông lão gia tử nhiều lần vì Nhâm Tuất sự tình biểu đạt áy náy, đại than mình dạy dỗ vô phương, ngôn ngữ bên trong tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ. Đối với lần này, Cổ Thanh Phong chẳng qua là cười một tiếng, tỏ ý mình có thể lý giải. Một hồi sau, Cổ Thiên Lang hỏi, nghe nói, lão gia tử thành lập Tứ Phương Hội chuẩn bị chống lại Cửu Hoa Đồng Minh. Tứ Phương Hội xác thực tồn tại, nhưng cũng không phải là lão phu thành lập, ta bất quá tạm thời đảm nhiệm một chức trưởng lão, về phần chống lại. Thạch Thông lão gia tử vân vê cằm râu bạc trắng, vô cùng nghiêm túc nói, nếu nói là Tứ Phương Hội tồn tại là vì chống lại Cửu Hoa Đồng Minh cũng không sai, nhưng Tứ Phương Hội tôn chỉ cũng không phải là như thế. Cổ Thiên Lang chân mày cau lại, hỏi, nói thế nào? Bây giờ 100 năm thời hạn sắp đến lúc đó, Cửu Hoa Đồng Minh tất nhiên có hành động, nói thật, Đại Tây Bắc cương vực cũng không yên ổn, xưa nay đều là như thế. Cho dù không có Cửu Hoa Đồng Minh cũng sẽ có những thế lực lớn khác muốn thống trị tứ phương đại vực, chuyện này không có cách nào tránh khỏi. Thạch Thông lão gia tử đưa tay làm một ly trà, tỏ ý Cổ Thiên Lang uống trà, lại nói, Cửu Hoa Đồng Minh nếu muốn thống trị tứ phương đại vực, không phải là không thể, nhưng nhất định phải bảo đảm tứ phương đại vực an toàn, đây là tiền đề, hơn nữa, giao nộp tài nguyên cũng không thể quá nhiều, càng không thể nhúng tay vào sự tình các đại môn phái, đây mới là Tứ Phương Hội tôn chỉ. Cổ Thiên Lang gật đầu một cái, không sai biệt lắm coi như là có chút minh bạch, nghe lão gia tử ý tứ. Tứ Phương Hội chuẩn bị đại biểu tứ phương đại vực các đại môn phái cùng Cửu Hoa Đồng Minh đàm phán, đáp ứng những yêu cầu này, chấp thuận Cửu Hoa Đồng Minh thống trị. Nếu không đáp ứng, Tứ Phương Hội tất nhiên vì thủ hộ gia viên mà chiến, được, tính thêm ta một người đi. Chuyện này, Thạch Thông lão gia tử không khỏi ngẩn người tại đó, hắn trước đó vài ngày tự mình đi tới Vân Hà phái, đúng là muốn mời Cổ Thanh Phong gia nhập Tứ Phương Hội. Có thể hắn không nghĩ tới chính mình còn chưa mở miệng, Cổ Thanh Phong liền đáp ứng. Lão gia tử mặc dù nhìn không thấu Cổ Thanh Phong, nhưng là căn cứ sắp tới 2000 năm lịch duyệt, hắn biết người trước mắt này tuổi trẻ nhất định không đơn giản, thậm chí khả năng so với tưởng tượng càng không tưởng tượng nổi. Công tử chớ vội đáp ứng, chuyện này sự việc trọng đại, thậm chí khả năng có nguy hiểm tánh mạng, lão phu hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc mới được. Không cần phải suy nghĩ, Cổ Thiên Lang ung dung thưởng trà xua tay đáp dứt khoát. Lão gia tử thần sắc ngẩn ra, đứng hình mất 5 giây, rồi sau đó lập tức đứng lên, ôm quyền nói, công tử quả thật đại đức, lão phu đại biểu tứ phương đại vực các môn các phái đa tạ công tử. Hại đức a, ha ha, Cổ Thiên Lang nghe được câu nói không kìm được mà cười thành tiếng. Vừa dứt tiếng cười, Cổ Thiên Lang chẳng qua là lấy trà thay rượu kính lão gia tử một ly, hắn cười, là cười đại đức hai chữ. Bởi vì hắn cảm thấy chính mình cùng đại đức này hai chữ thật sự là con đường song song, căn bản không khả năng có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Hắn sở dĩ đáp ứng, cũng không phải là nhân tứ phương hội tồn tại là vì các đại môn phái mà chiến, không cần phải nói tứ phương hội vì các đại môn phái mà chiến. Cho dù vì thiên hạ mà chiến, Cổ Thanh Phong cũng không để ý, lần này sở dĩ đáp ứng, chỉ vì đối phương là Thạch Thông lão gia tử lời mời, chỉ như vậy mà thôi, không có lý do nào khác. Một lát sau, Cổ Thiên Lang cũng đã rời đi. Sư phụ, Xích Viêm công tử này đến tột cùng là người nào? Vừa rồi Cổ Thiên Lang cùng lão gia tử tán gẫu, Phi Hạc một mực đứng ở bên cạnh yên lặng quan sát, chỉ cảm thấy Cổ Thiên Lang toàn thân lộ ra một loại không nói được không nói rõ thần bí quỷ dị. Thần bí có chút mờ ảo, có chút mơ hồ, quỷ dị làm người ta cẩn thận kiêng kỵ, hắn không minh bạch, cũng nhìn không thấu. Hắn là như vậy, Thạch Thông lão gia tử làm sao nếm trải không phải là như thế, hắn lắc đầu một cái, không có trả lời. Sư phụ, người này như thế thần bí quỷ dị, hơn nữa, cơ hồ không có do dự liền đáp ứng nhập hội, đệ tử luôn cảm thấy có chút không ổn. Lo lắng hắn? Không cần lo lắng. Vi sư mặc dù nhìn hắn không thấu, cũng không biết Xích Viêm công tử đến tột cùng là người nào, bất quá. Vi sư có thể khẳng định, Xích Viêm công tử cũng không phải là ác nhân. Sư phụ, sao người lại biết được? Thạch Thông lão gia tử không lập tức đáp lại, nếm một chén trà đắng, trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, Xích Viêm công tử một mực khiến cho vi sư có loại cảm giác, kia loại cảm giác vô cùng kỳ diệu, có lẽ là lạnh nhạt, có lẽ là vô vị, có lẽ là tự nhiên, lại không hoàn toàn là, càng giống như một loại tùy tâm, vô cùng cổ quái. Qua một lúc lâu sau đó, hắn lại nói, vi sư tu hành sắp tới 2000 năm, vẫn còn chưa bao giờ gặp qua như vậy, sự tồn tại của Xích Viêm công tử, sợ là so với vi sư tưởng tượng vẫn còn phức tạp hơn rất nhiều. Rồi như vẫn còn lo lắng điều gì, Thạch Thông lão gia tử nhắc nhở, sau này gặp Xích Viêm công tử, nhất định phải lấy lễ đối đãi, vạn không thể sơ suất. Nhất là đệ tử Lục Nhâm Sơn chúng ta, nhất định phải nói cho bọn họ. Nhắc đến Lục Nhâm Sơn đệ tử, Thạch Thông lão gia tử không khỏi rên rỉ than thở. Chuyển cảnh, mặt trời chiều ngả về tây, mặt trời lặn hoàng hôn, màn đêm dần dần giáng lâm. Trên một chiếc xe ngựa cũ, Phí Khuê ngồi ở phía trước, đang suy nghĩ cái gì, bất ngờ, ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một chiếc tiểu liên tức xe linh thú. Dọa sợ khiến hắn lập tức siết chặt dây cương, bốn con tuấn mã phảng phất cũng bị sợ hết hồn, trên thân ngựa dương cao, phát ra hi luật luật tiếng ngựa hí. "Này tiểu cô nương, ngươi muốn làm gì?" Thiếu nữ đầu không cao, bộ dáng nhỏ nhắn xinh đẹp, đôi mắt to lộ ra một loại tinh nghịch, tìm Xích Viêm công tử của các ngươi, chứ còn có thể làm gì. Phí Khuê nghiêm nghị đáp lại, tiểu cô nương, công tử gia đang nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi. Thiếu nữ thần sắc sửng sốt một chút, quăng một cái liếc mắt, nói, thật là, ban ngày có cái gì tốt mà nghỉ ngơi. Rồi cô ta gắt gỏng quát, tránh ra, ta tìm hắn có việc. Cổ Thiên Lang ở bên trong cũng đã phát hiện ra sự việc, lên tiếng gọi, tiểu cô nương. Cứ như vậy sửng sốt một chút công phu, thiếu nữ chẳng biết lúc nào đã đi tới trực tiếp vén lên rèm xe, nhất thời nhìn thấy một cái bạch y nam tử đang nhàn nhã tự tại nằm ở bên trong. Gối lên hai tay, hai chân đong đưa, hơi nhắm mắt lại, đang tại đây nghỉ ngơi một chút, đúng là cái tên nhà giàu mới nổi vẫn còn rất biết hưởng thụ, thiếu nữ bĩu môi, nội tâm rất là khinh bỉ. Tiểu muội muội, không biết quấy giày khác người nghỉ ngơi là cực kỳ mất lịch sự sao. Cổ Thiên Lang cũng không có mở hết mắt, chẳng qua là lười biếng trêu đùa một câu. Ai nha, công tử gia, là ta không tốt, là ta không đúng, quấy giày ngài nghỉ ngơi, ta sai rồi, thật xin lỗi, ta xin lỗi được chưa? Thiếu nữ kia khuôn mặt tươi cười bên trên tràn đầy tí tứ khinh bỉ, nói, này, Xích Viêm công tử, tỷ tỷ của ta nhờ ta đưa cái này giao cho ngươi. Vừa nói chuyện, thiếu nữ móc ra một mảnh vụn tinh thạch, đặt ở bên trên xe kéo, rồi sau đó xoay người rời đi. Cổ Thiên Lang đứng dậy ngáp một cái, vươn người, nhìn liếc mắt mặt trời lặn ánh nắng chiều, hơi hơi lắc đầu một cái, thở dài. Lúc này mới cầm lên mảnh vụn tinh thạch nhìn một chút, mảnh vụn này ước chừng có ngón tay lớn, toàn thân xích hắc, hiện lên một tầng mơ hồ hắc vụ. Đây không phải là một loại đồ chơi tốt, là một loại linh tức rất là tà ác, hơn nữa cấp độ tà ác còn không thấp, nếu như ta nhớ không lầm. Đồ chơi này hẳn gọi hắc diệu chi tức, ấn tượng bên trong đồ chơi này phi thường cổ lão, dù là tại thượng cổ thời đại cũng rất ít gặp. Chẳng lẽ hạo kiếp sau đó, vạn vật hồi phục, vật này hắc diệu chi tức cũng xuất hiện. Không, không giống, đồ chơi này cũng không phải là tự nhiên hình thành, càng giống như là con người tế luyện mà thành. Này, Xích Viêm công tử, tỷ tỷ của ta nhờ ta chuyển lời tới ngươi, nếu như ngươi đối với mảnh vụn cảm thấy hứng thú, nàng tại Hắc Nha bí cảnh chờ ngươi. Giọng thiếu nữ truyền tới, xe kéo linh thú nhanh chóng biến mất. Cổ Thiên Lang tại Ngụy Thành thời điểm gặp qua chiếc xe kéo linh thú, cũng biết bên trong ngồi một cái tiểu nương môn nhi có chút ý tứ, nói thật, hắn đối với thứ đồ bỏ đi hắc rượu mảnh vụn cũng không có cái gì hứng thú, bất quá đối với trong miệng thiếu nữ Hắc Nha bí cảnh ngược lại là thật tò mò. Động phủ cũng gần như thế, nhưng động phủ là con người mở ra, mà tiểu bí cảnh là đại tự nhiên hình thành, bên trong hoàn cảnh cũng phi thường đặc biệt. Công tử gia, Hắc Nha bí cảnh ở ngay phía trước, ngài có muốn đi luôn không? Phía trước, Cổ Thiên Lang cảm thấy nghi hoặc, hỏi, ngươi nói là tại Lưu Ly Đại Vực. Phí Khuê cung kính đáp, vâng, ngay tại Lưu Ly Đại Vực. Cổ Thiên Lang lúc trước thường xuyên tại Lưu Ly Đại Vực hành tẩu, chưa từng nghe nói qua cái gì mà Hắc Nha bí cảnh, chớ nói Lưu Ly Đại Vực, cũng chớ nói Đại Tây Bắc biên cương. Thượng cổ thời đại khi đó, phương thế giới này bí cảnh một bàn tay cũng có thể đếm hết, chẳng lẽ Hắc Nha bí cảnh cũng là hạo kiếp sau đó xuất hiện. Chuyện là, tiểu nhân mặc dù chưa bao giờ trải qua Hắc Nha bí cảnh, nhưng nghe nói ở trong đó vô cùng đáng sợ. Phí Khuê cau mày, trầm mặt, nói, hạo kiếp trăm năm qua, tiền tiền hậu hậu có rất nhiều người cũng đều thử đi tới Hắc Nha bí cảnh đó dò xét. Bất quá có thể bình yên còn sống trở về rất ít người, nghe người ta nói bên trong khắp nơi đều tràn ngập khí độc, kim đan chân nhân sau khi đi vào thân thể trong nháy mắt sẽ hóa thành máu. Cổ Thiên Lang gật đầu một cái, ngược lại không cảm thấy có gì lạ, hắn tu hành 500 năm qua, xông vào qua không ít bí cảnh. 10 cái bí cảnh 9 cái bên trong đều tràn đầy khí độc, không cần phải nói kim đan chân nhân, một chút cái khủng bố khi độc liền tiên nhân đi vào cũng phải hóa thành vũng máu. Độc tức còn chưa phải là đáng sợ nhất, kinh khủng nhất là tại độc tức trong hoàn cảnh tạo ra tới đủ loại quái thú, thực lực cường đại, bản chất vô cùng hung hãn, tàn bạo. Nghe người ta nói, Hắc Nha bí cảnh là bí cảnh thời thượng cổ, thật giống như bên trong còn có cái gì thượng cổ di tích, cụ thể là thật hay giả. Tiểu nhân không biết, nếu như bên trong thật sự có thượng cổ di tích như lời đồn, vậy tuyệt đối là đã tồn tại rất lâu rồi. Cổ Thiên Lang nhìn trong tay hắc rượu mảnh vụn, trầm ngâm chốc lát, vỗ một cái vào bả vai Phí Khuê, nói, đi tới đó xem. Sau một lát, hai người đã tới được Lưu Ly Đại Vực Hắc Nham địa giới. Phí Khuê lên tiếng thông báo, công tử ra, phía trước là núi Hắc Nha bí cảnh ở ngay trên đỉnh núi. Cổ Thiên Lang cũng bước khỏi xe ngựa mà đánh ánh mắt quan sát, trời lúc này đã tối, không gian cảm giác có điều gì đó ẩn giấu nguy hiểm. Nhưng điều làm Cổ Thiên Lang khó hiểu chính là đêm khuya khoắt tại sao lại có nhiều người thế này. Bình thường như vậy không có ai lui tới, giống như tiểu nhân tu vi yếu căn bản không dám đi vào, nghe nói các siêu phàm chân nhân lập đội mà đi nhưng cũng có người bỏ mạng lại. Bất quá, nếu như có được đại tự nhiên thải linh thiên tài thì có thể rất dễ dàng đi qua màn khí độc bên trong bí cảnh. Đúng rồi, công tử gia, nghe nói trước đó vài ngày, Lưu Ly đại vực có một số thải linh thiên tài tại Hắc Nha bí cảnh ra vào, khả năng bên trong phát sinh chuyện gì đó. Được, ta biết rồi, ngươi về trước đi. Ở một bên khác, tiểu cô nương khi nãy lên tiếng, tỷ tỷ, tại sao ngươi mỗi lần dịch dung đều là cái dáng vẻ này, thật rất bình thường a, không thể đổi một cái yêu kiều chút sao? Chờ lát nữa ta còn muốn nhìn cái tên gia hỏa đó chảy nước miếng đấy, nghe nói hắn háo sắc lắm. Hắc bào nữ tử chỉ nhàn nhạt cười một tiếng, không có trả lời. Bất quá, tỷ tỷ, coi như ngươi phải thử thăm dò cái tên tiểu thiếu gia nhà giàu mới nổi đó, cũng không cần phải mang hắn tới nơi này chứ. Điệu dáng tiểu cô nương có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đen tối. Vị nữ tử tỷ tỷ kia giờ đây mới được tác giả cho lên tivi, ánh mắt thăm thẳm nhìn Hắc Nha bí cảnh cửa vào, nhẹ giọng nói, dò xét một người. Nếu như chỉ là dò xét tu vi thực lực lời nói, cái gì cũng dò xét không ra, tại hoàn cảnh này, quan sát hắn hành động, lời nói, minh kỳ tâm mới có thể biết được. Ây da, được rồi, bất quá đây. Tỷ tỷ, ngươi sau khi đi vào đói ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy, thiếu nữ lo lắng nói. Nghe nói Lưu Ly đại vực đó mấy cửu trọng thải linh thiên tài đều ở bên trong đấy, cái gì Hỏa Vân Phân Đà Trác Phong Vân Phân Đà Lam Phỉ Nhi, Lục Nhâm Sơn đại công tử Nhâm Thân, ây da, đúng rồi, chúng ta Cửu Hoa đồng minh cũng tiến vào không ít. Tỷ tỷ ngươi nhất định phải cẩn thận mới được. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái tên gia hỏa đó tới rồi. Thiếu nữ nhìn sang, một nam tử bạch y vừa ăn hồng diệp yêu quả nhi, đang chậm rãi hướng bên này bay tới. Thật không biết tỷ tỷ tại sao phải dò xét cái tên gia hỏa này, nhìn một chút dáng vẻ hắn, muốn khí chất không khí chất, muốn tinh thần không tinh thần. Một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, này loại người có cái gì tốt mà dò xét, toàn bộ chính là tiểu nhà giàu mới nổi, hơn nữa còn là cái loại công tử bột. Bên cạnh, nữ tử tỷ tỷ chăm chú nhìn Cổ Thanh Phong bay tới, đôi mắt đẹp bên trong lóe mãnh liệt nghi hoặc. Nàng biết đây là một loại ngự phong thuật, cơ hồ tất cả người tu hành cũng sẽ là một loại tất tu pháp thuật. Nhưng là không biết tại sao, nàng luôn cảm thấy Cổ Thiên Lang thi triển ngự phong thuật có chút cổ quái. Về phần nơi nào cổ quái, nàng nhìn tới nhìn lui cũng không có nhìn ra, dù sao thì là cảm thấy quái, loại cảm giác rất đáng ghét. Này, Xích Viêm công tử, ngươi như thế nào giờ mới đến? Thiếu nữ khinh thường, liếc một cái, nói, sẽ không phải là ngươi sợ rồi chứ? Chịu thôi, ta nhát gan lắm. Cổ Thiên Lang nhìn một chút thiếu nữ, lại nhìn một chút nữ tử tỷ tỷ, cười đáp, đại muội tử này giấy xinh đẹp ha. Thôi ông im mẹ mồm đi, cái này cũng gọi là xinh đẹp sao? Ngươi là chưa thấy qua đại mỹ nữ chứ? Nếu như cái này cũng gọi là xinh đẹp, thì tỷ tỷ của ta. Thiếu nữ đang nói, đột nhiên ý thức được cái gì, không có tiếp tục bỏ rơi đi, tức giận nói, ngươi nhìn chính là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tiểu cô nương thoát khỏi câu chuyện mà tí thì miệng đi chơi xa, tay vuốt chán, miệng thở phù toát mồ hôi, suốt nữa thì lỡ lời rồi. Phát hiện Cổ Thanh Phong ăn là hồng diệp yêu quả nhi, thiếu nữ đầu tiên là cả kinh, chừng hai mắt, nói, nếu như ta nhớ không lầm, hồng diệp yêu quả nhi là một loại quả có độc. Nghe nói ăn nhiều sẽ ảnh hưởng tâm trí, biến thành kẻ điên, cái tên gia hỏa như thế nào mà cứ ăn không ngừng. Ngươi không sợ biến thành tên điên à? Cổ Thiên Lang nhún vai, không đáng kể cười nói, ta thà bị điên so với nhìn ngươi nổi điên thật còn hơn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tiểu cô nương bị chọc tức cau mày. Thiếu nữ còn muốn nói điều gì, bên cạnh nữ tử tỷ tỷ ngăn lại, nhẹ giọng nói, Tiểu Liên, ngươi ở bên ngoài chờ đi. Vậy cũng tốt, tỷ tỷ ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận đấy. Tiểu Liên thiếu nữ cũng không chần chờ xoay người, chẳng qua là tại lúc rời đi, lại không nhịn được truyền âm nói, tỷ tỷ, cái tên gia hỏa này thật giống như chưa thấy qua sự đời, toàn bộ một dế nhũi, ngây ngốc thật đáng yêu, ngươi đừng để cho hắn chết ở bên trong đấy. Tiểu Liên, ngươi yên tâm, ngây ngốc vẫn còn thật đáng yêu. Nữ tử tỷ tỷ cảm thấy không biết nói gì, cái tên gia hỏa này cả người cũng đều lộ ra một loại cảm giác thần bí cùng quỷ dị, rất đáng sợ. Cổ Thiên Lang thanh âm đột nhiên truyền tới, thế nào đại muội tử, ngươi là chọn chúng ta, hay là đối với ta có ý kiến gì? Nhìn ta nhìn như vậy mê mẩn, Cổ Thiên Lang một bên nhìn Hắc Nha bí cảnh cửa vào, thờ ơ nói một câu. Nữ tử tỷ tỷ nội tâm thoáng ngẩn ra, mặt bên ngoài lại không có gì thay đổi, thanh lãnh đáp lại, Ngươi nghĩ nhiều rồi. Ta chẳng qua là nghe Hắc Nha bí cảnh gần nhất xuất hiện một tòa di tích cổ, một mình đi tới lại quá mức nguy hiểm, cho nên muốn tìm một người kết bạn đồng hành mà thôi. Ồ, Diê Ly. Cổ Thiên Lang ngẩng đầu lên, híp mắt không chút kiêng kỵ tại cơ thể trên người nữ tử quét tới quét lui, nhìn dáng vẻ nữ tử vô cùng không dễ chịu. Nhất là chạm đến Cổ Thiên Lang nhãn mâu, dường như có cảm giác chính mình dò xét bên trong đến bên ngoài, từ nội tâm đến linh hồn phảng phất cũng không có bất luận cái gì bí mật cả. Nữ tử tỷ tỷ thâm tâm e dè, bất giác lui về phía sau mấy bước, hai má ửng lên, nhàn nhạt nói, ngươi xem đủ chưa? Hừm, vóc dáng cũng mờ lem đấy. Cổ Thiên Lang vừa nói vừa trưng ra cái vẻ mặt giam giang, chap boy. Bị trêu chọc, đại muội tử cắn môi tức giận, ngươi, cái tên gia hỏa đáng ghét. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong ha ha cười lớn, trực tiếp nhảy đi tiến vào Hắc Nha bí cảnh. Ngay tại thời điểm chuẩn bị tiến vào Hắc Nha bí cảnh, một đạo tiếng kêu truyền lọt vào trong tai, tỷ tỷ. Chính là lúc trước rời đi là Tiểu Liên thiếu nữ, nàng nhanh chóng ngự phong mà đến, bên cạnh tựa hồ vẫn còn thêm một người, là một người mặc thanh bảo trẻ tuổi nam tử. Hắn nhìn bình thường, cũng không phải là Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng không phải phong lưu hào phóng, ngự phong mà đến lúc này, hai tay chắp sau lưng, lộ ra rất là lạnh nhạt, Thần Nguyệt tiểu thư, vẫn khỏe chứ? Nam tử nhìn nữ tử tỷ tỷ, hơi hơi cười nhạt, ngươi xuất quan khi nào? Vị nữ tử hỏi, Thần Nguyệt nhận biết nam tử đây là Cửu Hoa đồng minh cao thủ, Vạn Hoài Ngọc. Vài ngày rồi, xuất quan cũng được nửa tháng, Vạn Ngọc vẫn chắp tay mà đứng, nhìn dưới chân Hắc Nha bí cảnh, chậm rãi nói, còn ngươi thì sao? Ta cũng giống vậy. Thần Nguyệt vừa dứt lời, bên cạnh Tiểu Liên lại hỏi, Vạn công tử, ngươi cũng xuất quan nửa tháng sao? Tại sao tại đồng minh chưa từng thấy qua ngươi vậy? Ta một mực chỉ ở trong này, Vạn Hoài Ngọc chỉ Hắc Nha bí cảnh cửa vào. Hả? Vẻ mặt Tiểu Liên ngạc nhiên, ngươi một mực chỉ ở đây thật sao? Vạn Hoài Ngọc mỉm cười gật đầu, một mực, chỉ là ngày hôm qua có chuyện cho nên mới rời đi thôi. Tiểu Liên hưng phấn hỏi, oa oa, Vạn công tử, ngươi nếu vẫn luôn ở đây, vậy ngươi có biết lời đồn đại là thật sao? Bên trong thật sự xuất hiện một tòa cổ tích. Theo một chút dấu hiệu mà xem, thì hẳn là như vậy. Vạn Hoài Ngọc trong lúc giở tay nhấc chân lộ ra một loại tự tin cùng lạnh nhạt, cười nói, ít nhất theo ta, đúng là như thế. Oa oa, vậy mà lại là thật. Tiểu Liên biết thân phận Vạn Hoài Ngọc, chính là bởi vì biết, cho nên nghe Vạn Hoài Ngọc như vậy nói, nàng mới có thể như vậy kích động, hét lên, nếu Vạn công tử đã nói vậy thì nhất định là, tỷ tỷ, lần này ta cũng phải đi theo ngươi. Chúng ta, cùng nhau đi đi, Vạn Hoài Ngọc lên tiếng mời. Không được, Thần Nguyệt lắc đầu cự tuyệt. À, nếu là như thế, vậy thì hẹn gặp lại, Vạn Hoài Ngọc cũng không nói thêm cái gì, cùng hai người từ biệt sau đó, lắc mình tiến vào Hắc Nha bí cảnh. Tỷ tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, tại sao không cùng Vạn công tử đồng hành, có hắn ở đây, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều sức, cũng sẽ vô cùng an toàn. Hắn, loại người này, chúng ta vẫn nên là bớt tiếp xúc thì hơn. À, nhưng là... Tiểu Liên còn muốn nói điều gì, liền bị Thần Nguyệt trừng mắt ngăn lại, đừng nói nữa, muội nên nghe lời đi. Vậy được, Tiểu Liên bĩu môi, lại nói, bất quá, tỷ tỷ, lần này ngươi nhất định phải mang ta đi. Nếu như bên trong thật có cái gì di tích cổ, ta cũng gặp một chút, ta vẫn còn chưa thấy qua di tích cổ nào, một lần cũng không có. Bên trong rất nguy hiểm, Thần Nguyệt nhắm mắt nhẹ giọng nói. Sợ cái gì? Ta được sư phụ đưa pháp bảo hộ thân, huống chi không phải là có tỷ tỷ là ngươi bảo hộ cho ta sao? Hơn nữa, lần trước chúng ta đi, liền không thấy có gì nguy hiểm, dù sao ta không quan tâm, ta phải đi, tỷ nếu như không mang theo ta, ta cũng sẽ tự mình đi. Thấy Tiểu Liên đùa bỡn nổi quạo, Thần Nguyệt nhất thời cảm thấy nhức đầu, nàng biết Tiểu Liên nói ra liền nhất định sẽ làm, chính mình nếu không mang nàng đi vào, tiểu nha đầu thật sự sẽ tự đi vào, đáng chết. Tại sao hết lần này tới lần khác gặp Vạn Hoài Ngọc? Nếu như không phải là hắn nói bên trong có cổ tích, cũng sẽ không gợi lên Tiểu Liên lòng hiếu kỳ. Tỷ tỷ, ngươi dân người ta đi mà, đi mà, đi mà. Tiểu Liên làm nũng, lắc cánh tay Thần Nguyệt. Được rồi, mang ngươi đi cũng được, bất quá sau khi đi vào. Ai nha? Ta biết rồi, tất cả nghe theo tỷ, không có tỷ cho phép không rời nửa bước. Ta nói tỷ tỷ, những lời này ta đều nghe nhiều lần lắm rồi. Nhìn Tiểu Liên hưng phấn lại kích động, Thần Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hiện tại Tiểu Liên có hộ thân pháp bảo sư phụ đưa, ngược lại cũng không cần lo lắng, hơn nữa, nàng cũng có lòng tin bằng chính mình thực lực bảo vệ tốt Tiểu Liên. Vậy đi thôi. Cảnh chuyển, Hắc Nha bí cảnh, một mảnh đen tối, dưới chân là ao đầm, trên đầu mây đen, hơn nữa khắp nơi đều tràn ngập một loại sương mù. Cho dù là tế ra linh lực thủ hộ, tại đây loại sương mù xâm nhiễm, linh lực cũng sẽ gặp phải ăn mòn, cho dù thi triển tiên nghệ thủ hộ, cũng là như thế. Thần Nguyệt khi tiến vào Hắc Nha bí cảnh, trong này chướng khí thật là dày đặc, lập tức tế ra pháp bảo. Là một kiện thủy tinh tản lung linh tinh xảo, thủy tinh tản óng ánh trong suốt, hiện lên đạm màu trắng nhạt quang hoa ngay khi mở ra, tựa như tinh thần như vậy rơi xuống, thật là tịnh lệ. Thần Nguyệt một tay chống giữ thủy tinh tản, rồi sau đó đem Tiểu Liên kéo đến bên cạnh mình, lấy nàng tu vi thực lực cũng không cần tế ra pháp bảo thủ hộ, cũng không cần thi triển tiên nghệ, thậm chí ngay cả linh lực cũng không cần tế ra, chỉ bằng vào lực lượng chân thân liền có thể gánh ở lục trong sương mù độc tính. Sở dĩ tế ra pháp bảo cũng là vì Tiểu Liên an toàn suy nghĩ. Có một kiện pháp bảo phòng vệ thật lợi hại a, nhìn huỳnh quang thủy tinh tản hiện lên, Tiểu Liên nội tâm hâm mộ cực kỳ, nàng tuổi còn nhỏ quá, tu vi không cao, thực lực cũng không mạnh. Hơn nữa bình thường lại rất ham chơi, tiên nghệ cái gì, tu luyện rất ít, mặc dù cũng tế luyện qua mấy món pháp bảo, bất quá đều là mấy món lặt vặt, căn bản không có uy lực gì đáng nói. Nói với ngươi bao nhiêu lần, nếu như không thích tu luyện tiên nghệ, nhất định phải tế luyện một kiện thủ hộ pháp bảo, không phải cả ngày tế luyện những thứ vô dụng kia. Phát hiện Thần Nguyệt lại muốn lắm lời nói mình, Tiểu Liên không vui đáp lại, tỷ tỷ, người không nên nói ta như vậy. Tỷ cho rằng ai cũng biến thái như tỷ sao? Quăng một cái liếc mắt, Tiểu Liên nhìn thủy tinh tản, nghĩ linh tinh nói, này kiện tinh thần thủy tinh tản, sư phụ năm đó phải dùng 300-400 năm mới luyện hóa thành công. Sư phụ lợi hại như vậy cũng phải mất thời gian dài, đổi thành người khác tu hành, không phải 700-800 năm căn bản không luyện hóa được, mà tỷ đây. Vậy mà chỉ dùng mấy năm liền luyện hóa. Hừ, thật là biến thái. Thần Nguyệt hơi hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại, luyện hóa pháp bảo, cùng tư chất không liên quan, chỉ cần kiên trì, pháp bảo có lợi hại đến mấy, cũng có thể luyện hóa. Này, họ Cổ, thì ra hắn ở nơi này. Tiểu Liên đi theo Thần Nguyệt ngự phong mà đến, hai người nhìn thấy Cổ Thanh Phong vừa không có tế ra linh lực hộ thể, cũng không có thi triển tiên nghệ, càng không có tế ra pháp bảo, cứ như vậy trần trụi đi trước, đều cảm thấy phi thường mà giật mình. Ngươi cái tên gia hỏa này, rõ ràng là chân thân vô cùng tầm thường, cũng không phải là bảo thể, làm sao có thể chịu đựng lục sương mù độc tính. Tiểu Liên một bộ dáng vẻ kỳ lạ, bên cạnh Thần Nguyệt cũng nghi hoặc không hiểu, nàng vô cùng chắc chắn Cổ Thanh Phong thân bên trên ngoại trừ hơi thở tử phủ ra, lại cũng không có bất luận cái gì linh tức khác, nói cách khác, vừa không phải là bảo thể, lại không phải là thải linh chân thân, chẳng qua là vô cùng phổ thông chân thân, nàng thực tại không nghĩ ra đến tột cùng là tại sao. Cổ Thiên Lang thưởng thức phong cảnh Hắc Nha bí cảnh bên trong, đồng thời tế ra thần thức toàn phương vị dò xét trước, vẫn đưa lên miệng một khỏa hồng diệp yêu quả nhi, thờ ơ cười nói, tiểu muội muội, nói cho ngươi biết, ta trời sinh thần lực, không chỉ có lực lớn vô cùng, thân thể càng là kim cương bất hoại chi thể. Không cần phải nói cái nho nhỏ lục sương mù độc tính, coi như được xưng thiên địa trong đó kịch độc vô cùng đại hoang cổ lan thảo, ta ăn một miếng, cũng đều không cau mày chớp mắt một cái. Ta phi, thứ khoác lác, không biết xấu hổ. Tiểu Liên thật là khinh bỉ, nói, vẫn còn trời sinh thần lực. Kim cương bất hoại, vẫn còn đại hoang cổ lan thảo. Trong cổ tịch ghi lại cái loại đồ vật liền tiên ma ăn cũng đều chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, ngươi vẫn còn chân mày không nháy mắt. Ngươi thật là... bốc phét ít thôi lêu lêu. Ha ha ha, Cổ Thiên Lang vui vẻ cười mở cười to, trong lúc rảnh rỗi, chơi đùa một chút tiểu cô nương ngược lại cũng rất tự tại. Hắc Nha bí cảnh so với ngươi tưởng tượng khủng bố hơn rất nhiều, nơi này hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, hơn nữa bên trong vô cùng nhiều phi cầm quái thú. Không gian bên trong không ngừng có ô nha tiếng kêu, ngoại trừ bên ngoài, bí cảnh bên trong còn rất nhiều nguy hiểm linh huyệt vòng xoáy. Đừng tưởng rằng ta không biết, ta sớm muốn hỏi thăm qua sự tình về ngươi, ngươi lúc trước trúc cơ thất bại, nghe nói là sắp chết, sau đó được Vân Hà phái Âu Dương Dạ trợ giúp, nhờ vậy mới có được như ngày hôm nay. Tiểu Liên dương đắc ý suy đoán nói, sau đó ngươi liền tiến vào Vân Hà phái, cũng không lâu lắm, ngươi tại Vân Hà phái gần đó ngẫu nhiên phát hiện một tòa thần bí động phủ. Lúc ấy cùng ngươi tiến vào động phủ còn có Vân Hà phái mấy cái thủ tịch đệ tử, còn có đồng minh Thanh Ninh có đúng hay không? Ái chà, tiểu muội muội, thật không đơn giản a, chuyện này mà ngươi cũng biết. Hừ, bản tiểu thư không chỉ có biết những chuyện này, ta còn biết ngươi trúc cơ sau khi thất bại, tại sao vừa có thể một lần nữa trúc cơ. Nghe vậy, Cổ Thiên Lang xoay người, mắt lim dim, mặt lộ vẻ tiêu ý, nhiều hứng thú hỏi, nói ra ngay thử. Ngươi nhất định ở đó tòa thần bí động phủ gặp được kỳ ngộ có đúng hay không? Ăn cái gì tiên đan? Hoặc là gặp cái gì cao nhân điểm hóa? Có đúng hay không? Tiểu Liên không biết móc đâu ra quả kính nhìn như giáo sư tiến sĩ phân tích như đúng rồi. Phát hiện Cổ Thanh Phong thần sắc quái dị, Tiểu Liên nội tâm càng thêm chắc chính mình suy đoán, nói. Từ lúc ngươi rời khỏi cái đó động phủ về sau này, vô cùng nhanh liền trúc cơ thành công, hơn nữa còn là biến dị chi thể, nếu như ngươi không có kỳ ngộ, căn bản không khả năng trúc cơ thành công. Thế nào? Bị ta đã đoán đúng chứ? Cổ Thiên Lang yên lặng, lắc đầu bật cười, không biết nói sao, nói, được rồi, coi như ngươi đã đoán đúng đi. Cái gì gọi là coi như bị ta đã đoán đúng, vốn chính là sự thật, ngươi còn dám nói như vậy à? Cổ Thiên Lang nhún nhún vai, thuận miệng đáp lại, không sai, đúng là có chuyện như vậy. Tỷ tỷ, ngươi nghe chưa, cái này ra hỏa rốt cuộc thừa nhận. Tiểu Liên rất là đắc ý, hướng Thần Nguyệt khoe khoang chính mình suy đoán, nói, tỷ tỷ, ta sớm nói với ngươi cái tên gia hỏa này nhất định nhà giàu mới nổi, ngươi còn không tin, hiện tại tin chưa? Nhà giàu mới nổi. Cổ Thiên Lang chân mày cau lại, hỏi, nói như thế nào? Nhà giàu mới nổi mà ngươi cũng không biết. Chính là ngươi cái loại không phí công mà thu hoạch, hết lần này tới lần khác lại vận khí bạo nổ, lấy được đại cơ duyên, ngẫu nhiên được kỳ ngộ, tên gia hỏa ăn hên. Cái gọi là nhà giàu mới nổi, tưởng tượng rất thích hợp. Cổ Thiên Lang ngự phong về phía trước, cười nói, nhắc tới, ta thật đúng là một cái không hơn không kém nhà giàu mới nổi, mặc dù có chút khác biệt, bất quá cũng coi như là phải. Nhìn Cổ Thanh Phong xem thường, lại còn chẳng biết xấu hổ lấy nhà giàu mới nổi tự cho mình là hay, không thay nhục nhã, ngược lại còn cho là vinh dự, Tiểu Liên nội tâm càng thêm khinh bỉ. Bên cạnh, Thần Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào Cổ Thanh Phong, tại trên người hắn căn bản không tìm được một tia đặc điểm nhà giàu mới nổi. Trước mặt, Cổ Thiên Lang ngự phong mà đi, như một làn khói nhẹ bay theo gió phiêu lãng, từ từ tiến vào Hắc Nha bí cảnh. Hắn dùng thần thức cẩn thận dò xét trước, càng dò xét càng cảm thấy nơi này tà dị. Khắp nơi tràn đầy linh huyệt vòng xoáy, bí cảnh bên trong vẫn còn có 8 cổ tháp bị tàn phá, cổ tháp bên trong cũng khắp nơi đều là linh huyệt vòng xoáy. Bí cảnh này trải qua rất nhiều năm, tại lục sương mù vô số năm tháng xâm nhiễm tác động từng chút một hình thành. Tương tự một loại xào huyệt, Hắc Nha bí cảnh bên trong phi cầm quái thú chính là đồ chơi này dựng dục. Đương nhiên, linh huyệt vòng xoáy cũng không phải vô duyên vô hình thành, sở dĩ xưng là linh huyệt là bởi vì có linh phôi, mà có thể diễn hóa thành linh phôi đều là sinh linh, hoặc là người, cũng có lẽ là yêu ma quỷ quái, bất kể là cái gì, có một chút có thể khẳng định, tại lục sương mù xâm nhiễm hình thành linh phôi, khi còn sống ít nhất cũng phải là nguyên anh, có thể là nguyên thần đạo tâm cũng nói không chừng, loại linh huyệt vòng xoáy này có rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, khắp nơi đều có. Mỗi một cái linh huyệt bên trong cũng đều ẩn tàng hàng ngàn hàng vạn chỉ khát máu hắc ô nha, một khi linh huyệt chịu ảnh hưởng, bên trong khát máu hắc ô nha sẽ trở thành đám kết đội điên cuồng xuất hiện. Bí cảnh này lúc trước khả năng phát sinh qua tai họa hủy diệt, nếu không có khả năng có nhiều linh huyệt như vậy. Tỷ tỷ, trước mặt chính là tòa cổ tháp, Tiểu Liên chỉ xa xa một tòa cao vút cổ tháp, lộ ra hết sức hưng phấn. Nàng cùng Thần Nguyệt trước mấy ngày đã tới một chuyến, tại cổ tháp bên trong tìm tới rất nhiều giá trị liên thành mảnh vụn hắc rượu. Thần Nguyệt chăm chú mắt nhìn cổ tháp, đáp lại, đó cũng không phải tòa cổ tháp mấy ngày trước chúng ta gặp, mà là một tòa khác. Cái gì? Chẳng lẽ bên trong không chỉ có một tòa? Tiểu Liên nghi hoặc không hiểu. Chúng ta trước mấy ngày lúc tới xem chỉ có 3 tòa, hiện tại đã có 8 tòa. Rõ ràng so với lúc trước, bây giờ còn có bao nhiêu? Bên cạnh, Cổ Thiên Lang nghe những cái cổ tháp là mấy ngày gần đây mới xuất hiện, nội tâm không khỏi nổi lên nghi ngờ, hắn nhìn ra, 8 tòa cổ tháp này cũng không phải là tháp bình thường, mà là một loại phong ấn tháp, 8 tòa cổ tháp phân biệt khác nhau ở vào các vị trí bát quái, cái này làm cho hắn nhớ lại một loại cổ lão phong ấn, bát quái vị ương ấn, đồ chơi này có thể không phải là người nào cũng biết, càng không phải là người nào cũng có thể tùy tiện bố trí được, vậy rốt cuộc là ai và nó đang phong ấn cái gì? Không suy nghĩ thêm, ba người nhanh chóng tiếp cận cổ tháp. Nhìn Thần Nguyệt cùng Tiểu Liên đi vào bên trong tháp, Cổ Thiên Lang cũng đi vào theo, tháp bên trong cũng đồng dạng rách nát, cái gì cũng không nhìn ra được. Bên trong là lớp lục sương mù thưa thớt, độc tính cũng vô cùng yếu ớt, cơ hồ có thể coi thường. Tiểu Liên mặc dù tu vi không cao, vừa mới trúc cơ không lâu, bất quá tại tháp bên trong cũng không có chịu ảnh hưởng, rốt cuộc cũng không phải lo lắng gì nữa. Tiểu Liên cười hì hì đang muốn theo Thần Nguyệt bên người rời đi hoạt động một chút, Thần Nguyệt thanh âm đột nhiên truyền tới, không được di chuyển. Tỷ tỷ, tháp bên trong lục sương mù rất yếu, ta không có bị ảnh hưởng, bị ngăn cấm. Tiểu Liên trưng cái vẻ mặt phụng phịu của mấy đứa trẻ trâu ra. Thần Nguyệt không nói gì, vung tay lên, bạch quang nở rộ, hắc ám tháp bên trong nhất thời sáng lên. Tiểu Liên định thần nhìn lại, nhất thời hù dọa cả kinh thất sắc, tay ôm chặt vào Thần Nguyệt. Trong tháp bên trên mặt tất cả đều là thích huyết ô nha thi thể, chưa hết, bên ngoài còn có vương một chút tàn chi thịt vụn. Tiểu Liên nhìn cảnh tượng, mặt mày biến sắc, mồ hôi chảy không ngừng. Bỗng nhiên, một đạo thanh âm ngạo nghễ từ phía trên truyền tới. Trùng hợp vậy sao, lại tới mấy kẻ không biết sống chết. Thanh âm vô cùng ngông cuồng, lại tràn đầy khinh thường. Tiểu Liên ánh mắt không khỏi trợn to, bởi vì nàng nhận biết cái tên gia hỏa này là người Cửu Hoa Đồng Minh, hơn nữa còn là Cửu Hoa Đồng Minh tiếng tăm lừng lẫy một trong 72 Thái Huyền công tử, Bạch Hạc công tử. Ở đây hắn sẽ không thấy được chúng ta, nhưng chắc chắn không chỉ có mình hắn. Ngay sau đó, vèo vèo vèo, Những đạo thân ảnh xuất hiện, một vị lão giả cùng ba cái sắc mặt âm trầm nam tử. Bốn người cùng lúc xuất hiện, phi thường ăn ý đứng ở sau lưng Bạch Hạc công tử, hiển nhiên bọn họ là đồng bọn. Đồng thời, vèo vèo, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện, đây là hai người tuổi trẻ, sau đó cũng đứng ở bên người Bạch Hạc. Hiển nhiên bọn họ đều là một đội, mà Tiểu Liên cũng biết bọn họ, đồng dạng là người Cửu Hoa đồng minh, một tên là Khải Phong, một tên là Cao Kiệt. Hai người này mặc dù không như Bạch Hạc đại danh tiếng, nhưng đều là Cửu Hoa đồng minh kiêu tử, tất cả đều là tứ phương đại vực danh tiếng bên ngoài đại tự nhiên thải linh thiên tài. Một cái là tam cảnh bát trọng thải linh thiên tài, tên khác là tứ cảnh bát trọng thải linh thiên tài. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời anh em xem tiếp phần sau nhé. Cảm ơn anh chị em đã xem hết video, giúp mình một like và một đăng ký để tiếp thêm động lực để mình ra video nhanh hơn nhé.